Hướng dẫn kết nối tay cầm P5 đơn giản nhất trên PC và laptop. Đúng là rất nhiều anh em khi mua tay cầm P5 tại shop về rồi thì vẫn chưa biết cài đặt cũng như là làm sao để sử dụng tay cầm P5 một cách tốt nhất. Thì hôm nay shop sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em nhé. Với P5 thì anh em sẽ có hai cách kết nối trên PC và laptop. Thứ nhất là anh em cắm dây và thứ hai là chơi không dây qua Bluetooth. Khi mà anh em mua tay cầm P5 tại shop về thì anh em sẽ nhận được một chiếc tay cầm P5 này. Khui hộp ra thì có tay ở trong, bên trong sẽ là sách hướng dẫn. Cùng với đó là một sợi dây cáp sạc đi kèm cũng như là bộ bọc cần unlock. Rồi, kết nối thôi. Cách đầu tiên thì anh em sẽ kết nối bằng có dây. Đây là cách kết nối mình đánh giá là ổn định nhất. Và với cá nhân mình thì mình vẫn luôn cắm con tay cầm này 24/24. Thì để kết nối bằng cách này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em sẽ lấy cho mình cái dây cáp mà shop tặng kèm. Một đầu anh em sẽ cắm vào con tay cầm P5 và đầu còn lại sẽ là cổng USB. Các bạn sẽ cắm vào cổng USB của PC, của laptop của các bạn. Khi đó tay cầm nó sẽ sáng lên. Và thường thường thì Win 10, Win 11 là tay cầm sẽ nhận được ngay. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn hướng dẫn cho anh em sâu hơn. Khi mà sử dụng con tay cầm này trên PC và laptop, các bạn sẽ tải cho mình một app, đó là DualSense X. Các bạn sẽ lên Google gõ cho mình là DualSense X. Đó, sau đó bạn vào ngay cho mình trang đầu tiên nhé, DualSense X.com này. Tiếp đó thì ở góc phải các bạn sẽ có nút download. Đấy, các bạn ấn vào download. Kéo xuống phía dưới thì các bạn sẽ download cho mình cái app ở bên trái nhé. Đây là cái app miễn phí. Rồi sau khi tải về xong thì các bạn chọn đến thư mục tải về và các bạn giải nén nó ra nhé. Giải nén xong thì nó sẽ có một cái file là DualSense X Setup. Thì các bạn mở lên và cài đặt như một cái app bình thường. Sau khi mà cài cái app DualSense X này, tay cầm các bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều những cái LED để trang trí cái tay cầm mình được tốt nhất, cũng như là nó sẽ hỗ trợ tay cầm những cái tính năng rung. Và đối với cá nhân mình thì khi mà sử dụng tay cầm P5 trên PC và laptop thì các bạn nên cài DualSense X nhé. Sau đó thì anh em cũng có thể test nút ở trang Gamepad Tester. Khi mà cài DualSense X xong thì các bạn nó sẽ hiển thị ngay cái tay cầm P5 là Xbox Controller, tương tự như một cái tay cầm Xbox Driver luôn. Còn nếu như mà ban đầu các bạn chưa cài DualSense X thì nó sẽ là một con wireless controller standard này, rất là dài này, thì nó sẽ không hỗ trợ rung và các bạn sẽ không tùy chỉnh LED nước nó sâu hơn trên con tay cầm này. Thì ở cái giao diện của Gamepad Tester đây, anh em có thể test từng phím một để xem là con tay cầm đã hoạt động trơn tru hay không. Kế đó là cách thứ hai, anh em sẽ kết nối con tay cầm P5 này không dây qua Bluetooth. Để kết nối Bluetooth thì chắc chắn rồi, các bạn phải có một máy tính và PC phải có Bluetooth. Còn với một số máy tính mà chưa có Bluetooth thì anh em sẽ mua thêm con USB Bluetooth này, giá nó cũng chỉ đâu đó khoảng 50k mà thôi. Tay cầm P5 này là pin niền theo tay nên là anh em sẽ không cần phải mua pin rời giống như những cái tay cầm của Xbox. Khi mà tay cầm của các bạn đã có pin rồi, các bạn sẽ vào cho mình mục Bluetooth. Trong cái thời điểm đó thì các bạn sẽ giữ cho mình hai phím, đó là phím Chris, phím nhỏ nhỏ ở bên trái chính giữa, và phím Home, biểu tượng của PlayStation, để tay cầm sẽ nháy LED sóng lên như thế này, tức là nó đang bắt các cái thiết bị mà kết nối Bluetooth với đó. Còn ở máy tính thì các bạn lúc đấy các bạn sẽ vào Add a Device, chọn Bluetooth, sau đó các bạn tìm cái thiết bị. Đấy, các bạn có thể thấy ngay đó là Wireless Controller, tức là con tay cầm P5 của chúng ta. Đấy, các bạn tích vào thì khi mà chúng ta nhìn thấy tay cầm P5 nó có cái đèn sáng như thế này thì chứng tỏ là tay cầm P5 chúng ta đã kết nối rồi. Và để mà chắc chắn hơn thì anh em cũng có thể truy cập vào Gamepad Tester để có thể test từng phím một xem là tay cầm của chúng ta đã hoạt động chun chu hay chưa, các phím bấm đã mượt mà hay chưa. Và đó là video mà shop tay cầm hướng dẫn cho anh em kết nối con tay cầm P5 một cách đơn giản nhất. Có những câu hỏi gì, những thắc mắc gì, anh em đừng quên comment góp ý ở bên dưới video nha. Và để đặt mua cho mình chiếc tay cầm P5, anh em đừng quên ủng hộ dành cho shop tay cầm nha. shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn.